Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện bên thầy về quyển Kim Cổ Kỳ Quan của ông ba Nguyễn Văn Thới. Trong lúc tìm hiểu về đức ông ba, tôi được nghe một câu chuyện màu nhiệm khác do cụ Úc Hòa. Tính đến năm 2024 thì ông được 99 tuổi. Hiện còn sống gần bên kia cầu Kinh Mười, xéo đền thờ Đức Cố Quản Trần Văn Thành, vừa kể lại như sau. Khi ông ba viết xong chính bổn, chưa cho ai đọc hết, ông bảo người nhà để bộ Kim Cổ Kỳ Quan vào chiếc gương nhỏ, rồi treo lên đòn dông trần nhà và dặn: sau này khi nào có lệnh mới được đem xuống phổ biến. Từ năm 1919 đến 20 năm sau, tức năm 1939, lúc Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, có người gần sớm với người con trai thứ sáu của ông ba ở Bình Thạnh Đông đến quy y với Đức Thầy, được Đức Thầy chỉ dạy. Ông hãy về tìm quyển Kim Cổ Kỳ Quan mà đọc, đó là chung một gốc. Nghe theo lời dặn của Đức Thầy, người tín đồ ấy cùng con trai thứ sáu của ông ba ở Bình Thạnh Đông tranh thủ đến nhà cũ của ông ba ở Láng Linh, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang, do người con trai thứ tám phụng tự ở Kinh 12, được gia đình đồng ý, mọi người làm lễ cung thỉnh hạ chiếc gương xuống. Lúc ấy, ông Úc Hòa mới 14 tuổi, nhưng cũng là người có liên quan trong thân tộc, tình cờ cũng có mặt ở đó, nên được cử trèo lên cột dây hạ xuống. Mọi người dở ra xem, quả đúng là bộ Kim Cổ Kỳ Quan, bổn gốc, viết bằng chữ Nôm. Hiện bổn gốc này được lưu thờ tại phủ thờ của ông ba ở Kinh 12, Kinh Sáng Vịnh Tre. Bây giờ, những người có lòng ngưỡng mộ và có trình độ hiểu biết chữ Hán Nôm, tự nguyện chia nhau thành từng quyển, dịch ra quốc ngữ và được phổ biến cho đến ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện thứ hai, nguyên nhân Kim Cổ Kỳ Quan bị rách. Theo nhà nghiên cứu dân gian Nguyễn Hữu Hiệp có kể lại rằng, sau khi ông ba Thới qua đời được ít lâu, thì có một người cháu của ông ham mê cờ bạc, dụ chè bé bét. Sau đã cháy túi, trong nhà không còn món gì khả dĩ bán được để thanh toán nợ nần. Y đành phải đem vật gia bảo của gia đình là sắp bản thảo của ông ba để đem đi cầm. Được một người bạn rượu chí cốt bằng lòng cầm với ý nghĩ như một sự cứu bồ không hơn không kém. Tuy vậy, trong lúc rảnh rỗi, anh cũng để mắt xem trong đó viết những gì. Nhưng không ngờ, càng đọc thì lại càng say mê thích thú. Rồi một hôm, anh ta tổ chức một bữa tiệc có đủ mặt bạn bè. Đến dự, ai nấy vẫn tưởng đây là chuyện bất mâm bình thường. Nhưng khi nhập tiệc, thì không thấy có một chai rượu nào hết. Anh em không thể không nhao nhao lên. Lúc đó, anh mới tâm sự là từ khi có dịp đọc quyển Kim Cổ Kỳ Quan của ông ba, thấy những lời khuyến tu, khuyến thiện của ông ba, anh lãnh hỏi được rất nhiều điều. Xét lại thấy mình còn phạm nhiều điều sai tệ, nên quyết bỏ hẳn chuyện cờ bạc, dụ chè, để tâm lo tu hành tích đức, sống sao cho có ý nghĩa, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nghe qua, ai nấy đều tỏ ra hết sức bàng hoàng, xúc động. Kẻ cảm thông, người hưởng ứng, quay đầu hướng thiện.
Thế là chiều nào anh cũng dành một khoảng thời gian để nghiền ngẫm quyển Kim Cổ Kỳ Quan của ông ba. Ngày nào cũng vậy, anh đọc rất say mê. Mãi cho đến lúc mặt trời lặn, không còn thấy mặt chữ mới chịu cắt sách. Anh cắt sách bằng cách nhét tạm trên mái nóc chuồng bò ngay chỗ anh văng vọng nằm đọc. Tối hôm ấy, trời mưa to, tuy nhỏ nhưng giông gió thổi mạnh làm tóc mái lá, khiến tập bản thảo viết tay của ông ba rơi xuống đống ung, xua mũi cho bò. May mà không bị cháy rụi, có lẽ do đã bị thấm nhiều nước mưa nên tàn lửa chỉ lém xém xung quanh. Tuy vậy, khói nóng cũng không thể không len lỏi vào, làm ngúng hư mắt đi một vài đoạn giải rác ở một số trang mắt lâm râm mấy chữ. Ngộ có một điều là những trang bị hư mắt chữ như thế không liên tục mà cách xa ra, cứ 2-3 trang thì mới có một trang hư. Do vậy mà ngày nay khi xem những cuốn được in, những chỗ bị mất chữ người ta phải bỏ trống hoặc chấm chấm, chứ không ai dám tự ý đặt thêm vào. Lời bị mất thì ý phải tắt. Chính vì điều này đã làm cho người đời sau không nắm hết diễn biến hoạt động của binh gia nghị do quản cơ Trần Văn Thành chỉ huy trong tác phẩm Cáo Thị, hoặc sinh hoạt đời sống tín ngưỡng của nhân dân thời Pháp thuộc trong quyển Giác Mê. Bộ Kim Cổ Kỳ Quan là một tác phẩm kinh điển nhiệm màu, khế lý ứng cơ, đã được Phật trời quyền cơ sắc chỉ cho ông ba khai thần bút cứu đời. Nên chi, nội dung quyển kinh này đã biểu hiện những nét đặc trưng thù thắng nhằm xiển dương mạnh mẽ tôn chỉ học Phật tu nhân của Bụ Sơn Kỳ Hương, đồng thời đề cao tam giáo, giảng hồi thánh đạo ngũ luân, hưng truyền thích giáo, đặc biệt là ông mô tả cảnh bồng lai tại thế thời Thượng Nguyên rất là thanh lịch tú kỳ, rực rỡ quanh quy, thầy trò hỷ hạ. Chúa Thánh tôi hiền, cha con chồng vợ sum dày, đạo hạnh thanh cao, nhà nhà giàu sang, phú túc, thế giới thái bình, âu ca, phàm thánh đồng cư, tam cõi giáo hòa, mừng ngày Thượng Nguyên Thánh Đức và khai mở hội Long Hoa. Theo bài viết của tác giả Nông Quyền Sơn. Nam mô A Di Đà Phật.